Xin chào tất cả các bạn sinh viên thân mến, hôm nay mình làm cái đoạn video này để giúp cho tất cả các bạn sinh viên làm như thế nào để các bạn chúng ta tìm được cái tài liệu trên Internet, giúp cho tất cả các bạn chúng ta học tập cũng như là nghiên cứu một cách hiệu quả nhất. Thì cái phần mềm tìm kiếm này sẽ giúp cho tất cả các bạn sinh viên mới vào nhập học cũng như là tất cả các bạn sinh viên tốt nghiệp làm như thế nào để tất cả các bạn chúng ta tìm được những cái tài liệu học thực phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của mình. Sau đây là chúng ta sẽ đi vào phần nội dung. Thì trong cái phần mà tìm kiếm thì đầu tiên các bạn chúng ta phải chú ý tới cái phần thứ nhất là đó là cái phần từ khóa hay còn gọi là cái phần keywords. Cái thứ hai là có một cái trang web mà của Google nó sẽ phục vụ cho công tác tìm kiếm của chúng ta, đó là trang scholar.google.com. Đây là cái trang scholar. Và để các bạn chúng ta tìm kiếm được rất là nhiều nguồn tài liệu thì chúng ta không quên một nguồn tài liệu, đó là cái phần thư viện điện tử của tất cả các trường đại học trong và trên thế giới. Và cái nguồn cuối cùng đó là cái nguồn tài liệu tham khảo. Và đầu tiên mình sẽ nói về cái phần từ khóa. Thế các bạn hiểu từ khóa là gì? Thì theo mình, từ khóa là từ mà khi mà chúng ta gõ tìm trên Internet thì các bạn chúng ta sẽ tìm được rất nhiều thông tin phục vụ cho chính mình. Đồng thời thì tất cả các bạn chúng ta cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong quá trình mà chúng ta tìm kiếm. Trên đây mình lấy một cái ví dụ về cái vấn đề mà chúng ta tìm kiếm. Ví dụ là 10 bài hát có xu hướng tìm kiếm mẫu bạch trên Google Việt Nam 2019. Thì chúng ta thấy là thứ nhất là bài Đầu Ta Không Đầu Nàng là Hãy Trao Cho Anh Là Sóng Gió Bạc Phận hay là Sai Lầm Của Anh gì đó. Đó là cái phần mà các bạn thường tìm kiếm nhất trên Google. Nhưng mà cái phần này á, là các bạn biết rằng á, là chúng ta tìm là tìm trên cái mạng xã hội, do đó cái phần mà tìm này rất là đơn giản cho chúng ta. Thế khi mà các bạn tìm nội dung học thực có dễ dàng đó. Và từ khóa học thực là cái gì, có nghĩa là từ khóa khoa học hay là từ khóa học thực là cái gì để chúng ta tìm. Và sau đây mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn. Các bạn chúng ta chú ý là đây là một cái mẫu của một cái bài báo khoa học đó, đăng trên tạp chí khoa học của trường đại học Cần Thơ chẳng hạn. Thì các bạn chúng ta thấy thường mỗi bài báo hay là tạp chí khoa học đó của tất cả những cái trường đại học trong và trên thế giới, người ta đều có từ khóa. Mình lấy ví dụ, các bạn nhìn thấy là cái từ khóa này, chúng ta có hai từ khóa bằng tiếng Anh và từ khóa tiếng Việt đây. Và các bạn chúng ta chú ý là khi làm bất cứ cái gì thì chúng ta cũng phải, người làm khoa học người ta đều ghi ra từ khóa. Cái mục đích chủ yếu là gì? Để giúp cho những người mà người ta tìm kiếm những cái bài báo, tìm kiếm những cái nội dung học thực một cách dễ dàng. Do đó bao giờ người ta cũng ghi theo từ khóa. Và từ khóa cái này là cái gì? Từ khóa thường là những cái từ mà rút gọn giúp cho tất cả các bạn chúng ta tìm kiếm nhanh. Đối với những cái lĩnh vực nghiêng về cái lĩnh vực khoa học thì từ khóa đó là những cái gọi là tên tiếng Latin của một loài, một cây hay là một cái từ thuật ngữ gì đó. Do đó mà các bạn chúng ta đều thấy là cái từ khóa này. Thế các bạn tìm những cái từ khóa này ở đâu trên Internet để các bạn chúng ta đánh đúng cái phần từ khóa này vào mà các bạn chúng ta tìm kiếm một cách dễ dàng. Thì trên đây có một cái gọi là một cái địa chỉ trong web hay còn gọi mình còn thường dùng nhất, đó là Từ Điển Bách Khoa Toàn Thư đó. Đây, trên đây là cái địa chỉ Từ Điển Bách Khoa Toàn Thư. Nếu mà các bạn chúng ta không thấy thì mình để cái phần mà subscribe bên dưới thì các bạn có thể truy cập. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta tìm những từ khóa khoa học liên quan tới cái địa chỉ Từ Điển Bách Khoa Toàn Thư. Mình sẽ mở cái địa chỉ trong web lên và mình sẽ thực hành cho tất cả các bạn chúng ta xem đó. Và khi mà các bạn chúng ta đây là mình đã nhập vào cái trang web Từ Điển Bách Khoa Toàn Thư, là các bạn chúng ta đây là cái trang web Từ Điển Bách Khoa Toàn Thư. Khi mình đã nhập vào rồi, đây là cái địa chỉ của trang web Từ Điển Bách Khoa Toàn Thư đây đó. Và điều đầu tiên các bạn muốn tìm cái từ khóa gì thì chúng ta chỉ cần là chúng ta nhấn vào đây. Mình lấy một cái ví dụ, giả sử mình muốn tìm từ khóa về con tôm càng xanh đó, và tên khoa học của nó là cái gì, thì các bạn mé bên đây đó, các bạn mé bên tìm kiếm ở bên đây, chúng ta lưu ý tìm kiếm ở bên đây thì các bạn chúng ta gõ vào cái chữ tôm
càng xanh. Và lưu ý trong quá trình mà gõ trên đây thì các bạn có thể gõ có dấu hay không có dấu, chữ qua, chữ in, chữ thường, nó đều hiểu hết. Sau khi các bạn gõ xong thì các bạn chỉ cần nhấn Enter. Và điều đầu tiên các bạn thấy rằng, đây các bạn thấy rằng, đó, trong cái bách khoa toàn thư mở Wikipedia này thì nó có một cái định nghĩa tôm càng xanh và cái tên khoa học. Đây các bạn chú ý giùm mình cái tên khoa học này của con tôm càng xanh này. Đó, đây là một trong những cái từ khóa khoa học thiết yếu mà khi mà các bạn chúng ta tìm nó rất là dễ dàng, và các bạn tìm thì nó sẽ giúp các bạn chúng ta tìm rất nhiều cái tài liệu khoa học, hay còn gọi là cái tài liệu học thực, để giúp cho tất cả các bạn chúng ta có thể lấy những kiến thức này chia sẻ cho tất cả các bạn, hay là chúng ta dùng để lấy những kiến thức này phục vụ cho việc học tập của chúng ta. Đó là cái phần mà các bạn chúng ta lưu ý, đây là một cái từ khóa khoa học để giúp cho các bạn chúng ta dễ tìm. Và mình lấy một cái ví dụ khác nữa, nói về cây lúa thì tất cả các bạn chúng ta đều biết. Giả sử bây giờ chúng ta nhấn vào chữ lúa như thế nào ha. Đó, đây nó đã xuất hiện. Bây giờ cây lúa này mà các bạn chúng ta thấy mấy bên đây, nếu mà các bạn chúng ta không biết nó như thế nào, giả sử như chúng ta muốn tìm kiếm, thường bất cứ cái gì các bạn tìm kiếm là những cái điều đó là các bạn chúng ta chưa rõ lắm, thì bên đây nó có một cái hình dạng. Đó, từ điển bách khoa toàn thư chúng ta thấy có hình dạng, và ở dưới đây chúng ta thấy là cây lúa, và dưới đây thì các bạn nhìn thấy cái điều gì, đây là tên tiếng Latin của cây lúa. Do đó mà các bạn chúng ta muốn tìm thì chúng ta chủ yếu là chúng ta nhớ cái tên tiếng Latin này, để khi mà các bạn chúng ta đánh gõ mà chúng ta tìm thì các bạn sẽ tìm được rất nhiều cái tài liệu liên quan về cây lúa. Đó, và cái phần thứ hai, sau khi mà các bạn hoàn thành cái phần thứ nhất, đó là cái phần từ khóa, và sau đây mình sẽ nói về cái phần thứ hai là các bạn sẽ vào cái trang web của Google, hay còn gọi là cái trang scholar.google.com. đây, cái trang scholar.google.com. đó, bây giờ mình sẽ gõ cái địa chỉ scholar trên đây, cái địa chỉ scholar.google.com. sau khi các bạn gõ trang này vào thì đây là cái địa chỉ tìm kiếm scholar.google, đó, của trang Google. Và đối với cái trang này thì đầu tiên để các bạn muốn lưu trữ cái dữ liệu của mình, hay là muốn tạo một cái tài khoản của mình gì đó, thì các bạn phải có một cái tài khoản Google Gmail, hay còn gọi là Gmail. Thì trên đây là mình đã đăng nhập vào cái tài khoản Gmail của mình, đó, bên đây. Và bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ so sánh để các bạn chúng ta thấy là chúng ta tìm như thế nào một cách hiệu quả. Bây giờ đầu tiên là mình tìm trên cái trang web Google của trên mạng xã hội, có nghĩa là thường các bạn muốn tìm kiếm bất cứ cái gì thì các bạn sẽ vô cái trang này, đó, Google của mạng xã hội, để các bạn chúng ta tìm. Bây giờ đầu tiên mà giả sử bây giờ hồi nãy là mình đã tìm cái chữ tôm càng xanh, bây giờ mình nhấn vô cái chữ này, đó, mình nhấn vô cái chữ tôm càng xanh, và lưu ý chữ qua hay chữ thường, chữ có dấu hay không có dấu, nó vẫn đều nhận các bạn. Hoặc là các bạn chúng ta đánh sai chính tả nó nhận luôn. Giả sử bây giờ mình đánh tôm càng xanh như thế này, đó, nhấn Enter, đó, và các bạn chúng ta chờ một tí là các bạn chúng ta thấy nó vẫn hiểu cái chữ tôm càng xanh chúng ta như thế này, đó. Và trên đây là các bạn chúng ta tìm trên cái mạng xã hội hay các mạng mà đó, do đó mà các bạn để tìm được cái nguồn tài liệu giúp cho tất cả các bạn chúng ta học thực hay nghiên cứu thực sự khó cho tất cả các bạn khi mà chúng ta tìm những nguồn tài liệu mà chúng ta tìm trên cái mạng xã hội này. Do đó bên Google là sẽ có một cái hướng là giúp các bạn chúng ta tìm những tài liệu liên quan về vấn đề học thực. Giả sử bây giờ các bạn sẽ gõ vào trang scholar.google.com, đó, Google Scholar. Cùng như thế các bạn hãy gõ vào cái chữ tôm càng xanh, đó, cho mình, và các bạn nhấn Enter. Và sau khi các bạn nhấn Enter xong, đó, đây, các bạn chúng ta thấy là hai trang web hoàn toàn khác, đó, hai trang web hoàn toàn khác nhau. Trang mé bên đây là nghiêng về cái lĩnh vực học thực, đó, trang Scholar nghiêng về lĩnh vực học thực, và chỉ trong một cái nốt nhạc, có nghĩa là 0.05 giây thì các bạn tìm được khoảng 10.000 kết quả
học thực. Và tất cả những cái kết quả này thì các bạn chúng ta thấy thường đó là những cái công trình nghiên cứu khoa học của những tác giả trong và trên thế giới. Và thường trên đây đa số các bạn chúng ta đều thấy, đa số nếu mà những công trình mới thì tất cả những nhà nghiên cứu thì người ta đều viết bằng tiếng Anh đó. Và cái điều này hồi nãy là chúng ta tìm bằng cái tiếng Việt, bây giờ các bạn hãy tìm cái từ khóa bằng tiếng Latin giúp cho mình, có nghĩa là cái từ khóa khoa học. Thì các bạn chúng ta thấy khi mà các bạn nhấn cái chữ tôm càng xanh này thì ở đây tìm khoảng là 10.000 kết quả thôi đó. Bây giờ chúng ta qua trở lại cái trang từ điển Bách Khoa Toàn Thư ha đó. Các bạn chúng ta sẽ tìm ở đây là chúng ta sẽ gõ chữ tôm càng xanh đây, trở lại đây đó, để làm chi, để các bạn chúng ta tìm cái tên khoa học của nó. Đây bây giờ mình sẽ copy cái tên khoa học của tôm càng xanh này, copy vô. Sau đó là mình sẽ qua bên đây chúng ta tìm, qua cái trang scholar.google.com chúng ta tìm. Mình sẽ dán vô và nhấn Enter. Và sau khi nhấn Enter xong thì các bạn chúng ta đều thấy cái kết quả tìm nó là 34.200 cái kết quả. Điều này nói rằng là sao? Tất cả những cái bài báo nghiêng về học thực hay là tất cả những cái lĩnh vực học thực thì người ta đều viết theo dạng học thực. Và những cái từ khóa là các bạn chúng ta thấy đa số là những cái từ khóa trên tiếng Latin đó, nó kèm theo sau những cái bài báo đó các bạn chúng ta thấy. Do đó mà các bạn khi mà các bạn chúng ta gõ vào đây thì các bạn chúng ta sẽ tìm được rất là nhiều cái tài khoản này. Và khi mà các bạn đã tìm được cái nhiều tài khoản này, giả sử mình lấy giả sử các bạn thích cái phần nội dung này đó, và các bạn muốn lưu lại cái phần nội dung này cho chính bản thân mình, thì đầu tiên các bạn muốn lưu thì các bạn mình nhắc là các bạn là chúng ta phải có từ cái tài khoản đây. Sau khi có tài khoản rồi thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái dấu sao ở đây này. Đó, cái dấu sao ở đây, các bạn nhấn vào dấu sao ở đây, thì khi mà các bạn nhấn dấu sao này thì cái hình sao nó lấp đầy đó, nó đã tô đầy, có nghĩa là các bạn đã lưu vào cái thư viện của chính các bạn. Và cái điều này hay một cái nữa là chúng ta sẽ thấy cái seed by đó 389, có nghĩa là người ta đã trích dẫn. Thường khi mà các bạn làm cái đề tài nghiên cứu khoa học thì các bạn ghi vào cái mục là tài liệu tham khảo, thì có cái phần mà trích dẫn tài liệu thì các bạn chỉ cần nhấn vào đây. Đó, các bạn nhấn vào đây thì nó sẽ ra, có thể là nó ra tên của những cái nhà khoa học, nó trích dẫn bao nhiêu cái bài báo đã trích dẫn của cái phần này rồi. Đó, đó là cái phần mà các bạn chúng ta lưu ý. Và sau đây thì các bạn chúng ta thấy là mình sẽ, sau khi mà các bạn lưu xong thì bây giờ ngược trở lại là cái phần mình muốn giới thiệu cái phần thư viện của tôi, có nghĩa là các bạn lưu là lưu vào ở đâu, lưu vào thư viện thì trên máy bên đây nè, các bạn sổ xuống và các bạn vô My Library đó, thì các bạn vô thấy là cái phần mà hồi nãy mà mình vừa mới lưu, đây là cái phần mình vừa mới lưu, nó nằm trong thư viện. Do đó mà các bạn thích cái phần tài liệu nào thì các bạn chỉ cần nhấn lưu như thế, sau đó các bạn nhấn ra là được đó. Và trong cái phần này nó còn có hay nữa là nó còn có giúp cho tất cả các bạn, hay là giúp cho tất cả những cái người mà nghiên cứu khoa học á, người ta sẽ ghi lại cái tiểu sử. Bây giờ giả sử my profile có nghĩa là tiểu sử của mình, bây giờ mình sẽ nhấn vô cái tiểu sử của mình đó. Và trên đây là các bạn chúng ta thấy là đây là cái tiểu sử của mình và tất cả những công trình nghiên cứu khoa học của mình đã up trên đây đó. Và khi mà các bạn chúng ta tìm kiếm á, thì các bạn có thể nhấn vào đây thì các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm được những cái tài liệu của mình đã up lên, cũng như tất cả những cái tác giả khác. Đó là cái phần mà cái trang đầu tiên là cái trang scholar.google.com đó, nó rất là hay, rất là hữu ích cho tất cả các bạn sinh viên muốn tìm được rất là nhiều cái tài liệu tham khảo để phục vụ cho cái việc mà viết tổng quan cái luận văn, hay là viết cái phần mà tài liệu tham khảo cuối cùng của mình đó. Và cái phần tiếp theo mình muốn giới thiệu cho tất cả các bạn nữa, đó là một cái, các bạn muốn tìm kiếm được rất là nhiều tài liệu nữa thì các bạn phải vào cái trang web là cái trang thư viện điện tử của tất cả các trường đại học trong và trên thế giới.
Sau đây mình sẽ vào cái thư viện điện tử đầu tiên của trường Đại học Trị Vinh. Thường cái thư viện điện tử ấy, các bạn chỉ cần nhấn chữ lbi.tvu.edu.vn và mình sẽ để những cái link phía dưới để cho tất cả các bạn chúng ta dễ dàng chúng ta truy cập vào. Đó. Sau khi truy cập vào cái trang thư viện điện tử của tất cả những cái trường đại học trong và trên thế giới, mình lấy một cái thí dụ là mình vừa truy cập vào cái thư viện điện tử hay còn gọi là trung tâm học liệu của trường Đại học Trị Vinh. Thì các bạn khi mà chúng ta vào thì các bạn đa số, nếu mà các bạn sinh viên của trường Đại học Trị Vinh thì các bạn sẽ được bên thư viện cấp cho các bạn một cái user, một cái password, sau đó các bạn đăng nhập vào đây. Đó, đăng nhập vào. Đó, và dưới đây là mình đã đăng nhập rồi. Đó. Và khi mà các bạn chúng ta muốn tìm kiếm, thường nếu mà các bạn tìm kiếm theo cái dạng khoa học, tìm kiếm theo cái dạng khoa học thì các bạn chỉ cần gõ cái từ khóa khoa học ở đây. Đó. Giả sử mình lấy một cái giả sử mình có cái một cái đề tài nghiên cứu về con lươn. Đó. Và mình muốn biết con lươn có tên khoa học là cái gì, mình nhấn vào đây. Mình nhấn vào đây cái lươn đồng, mình qua từ điển Bách Khoa Toàn Thư. Lươn. Đó. Nhấn vào tìm. Đó, trên đây. Thường là các bạn chúng ta sẽ tìm cái tên khoa học của nó, và tên khoa học của con lươn là Monopterus albus. Thì các bạn có thể gõ hết, hoặc các bạn có thể gõ chữ albus này. Giả sử bây giờ mình copy cái trường này, mình qua cái trung tâm học liệu của trường Đại học Trị Vinh. Đây, mình qua đây, trung tâm học liệu của trường Đại học Trị Vinh, mình dán vào đây. Và sau đó là mình nhấn enter. Đó. Và các bạn chúng ta sẽ thấy sẽ có những cái bài nghiên cứu. Khi mà chúng ta tìm như thế là các bạn chúng ta sẽ thấy những cái bài nghiên cứu là như thế này nó xuất hiện. Và sau đó thì các bạn chỉ cần truy cập và đọc cái nội dung để chúng ta lấy được những cái thông tin trên đó. Và mình lấy một cái ví dụ khác về một cái trường đại học khác, giả sử cái trường Đại học Cần Thơ. Đó. Đây cái trường Đại học Cần Thơ. Thì các bạn lên internet, các bạn chỉ cần gõ là trung tâm học liệu của trường Đại học Cần Thơ. Đó, sau đó các bạn vào đây. Đó, các bạn vào đây là các bạn đã vào được cái trung tâm học liệu của trường Đại học Cần Thơ. Bây giờ cùng cách tìm về con lươn. Đó, mình lấy ví dụ cùng cách tìm về con lươn. Thì mình chỉ cần nhấn cái chữ albus này. Đó, và mình nhấn tìm kiếm. Đây, mình nhấn cái chữ tìm kiếm ở đây. Và các bạn chúng ta đều thấy khi mà mình nhấn cái chữ albus, mình tìm kiếm, thì trong trung tâm học liệu của trường Đại học Cần Thơ nó sẽ xuất hiện một loạt cái công trình nghiên cứu về con lươn để cho tất cả các bạn chúng ta tham khảo tìm kiếm một cách nhanh chóng. Đó, đó là cái cách thứ hai mà mình chỉ cho tất cả các bạn chúng ta tìm được rất là nhiều cái tài liệu thông qua những cái từ khóa khoa học. Đó, và cái điều nữa mà mình muốn giới thiệu cho tất cả các bạn, thì mỗi trường đại học thì đều có là một cái tạp chí khoa học. Trường Đại học Trà Vinh có một cái tạp chí khoa học, trường Đại học Cần Thơ có một cái tạp chí khoa học, và tất cả những cái trường đại học trong và trên thế giới mình thiết nghĩ cũng có những cái tạp chí khoa học dành riêng cho trường mình. Do đó các bạn muốn tìm cái nguồn tài liệu nữa thì các bạn gõ vào, giả sử đối với trường Đại học Trà Vinh thì các bạn gõ vào tạp chí khoa học đó, tckh.tvu.edu.vn. và khi mà các bạn chúng ta gõ thì trên đây thì các bạn chúng ta lưu ý là có các số trước nè. Đó, thì các bạn chúng ta chỉ cần nhấn vào đây. Đó, và nhấn vào đây thì trên đây nó có rất là nhiều cái số, nhiều công trình gì đó. Giả sử bây giờ mình sẽ lấy một cái số 33 chẳng hạn, mình nhấn vào đây. Đó, sau khi mình nhấn vào đây thì các bạn chúng ta ở đây, mình nhấn vào tạp chí khoa học số 33. Đó, và các bạn chúng ta thấy trên đây là tất cả những cái lĩnh vực mà tạp chí khoa học đã đăng. Giả sử mình trên đây mình có những cái bài báo mình đã đăng hồi năm 2019 trên tạp chí khoa học của trường Đại học Trà Vinh, mình có 2 bài. Do đó các bạn chúng ta có thể vào tạp chí khoa học của những cái trường đại học trong và trên thế giới để mình có thể tìm rất là nhiều cái nguồn tài liệu. Và cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn
đó là cái tài liệu tham khảo. Đó cũng là một trong những cái vấn đề tìm kiếm. Trên đây các bạn chúng ta thấy ở đây là một cái bài báo khoa học, một cái tạp chí khoa học của mình, lấy ví dụ của trường Đại học Cần Thơ. Bây giờ khi mà các bạn chúng ta đã biết cái đối tượng, giả sử bây giờ cái đối tượng là con tôm càng xanh này đó, và các bạn muốn tìm được rất nhiều cái tài liệu liên quan tới con tôm càng xanh này thì chúng ta tìm ở đâu? Thì chúng ta dựa vào cái tài liệu tham khảo. Vì khi những tác giả người ta viết được cái bài báo này là người ta đã đi tham khảo rất là nhiều các tài liệu khác. Và đặc biệt để các bạn tìm kiếm một cách nhanh chóng thì các bạn chỉ cần kéo vào cuối trang đó. Bây giờ mình sẽ kéo vào cuối trang đó, mình làm nhanh ha. Đó, đây các bạn chúng ta thấy kéo vào cuối trang thì các bạn chúng ta thấy tài liệu tham khảo đây, là tác giả đã xem những cái tài liệu tham khảo vừa có tiếng Việt vừa có tiếng Anh đó. 1, 2, 3, 4 mấy bên đây là sao đó đó, và rất là nhiều cái tài liệu tham khảo, gồm khoảng là 18 cái tài liệu tham khảo liên quan tới cái đề tài mà tác giả đã làm đó. Và các bạn chúng ta lưu ý là cái khó khăn của các bạn là đầu tiên là các bạn làm như thế nào để các bạn tìm được một cái tài liệu, một cái tài liệu liên quan tới cái lĩnh vực của mình nghiên cứu. Sau khi mà các bạn đã tìm được cái tài liệu đó xong rồi thì các bạn muốn lần được rất là nhiều cái tài liệu khác thì các bạn chủ yếu là xuống tài liệu tham khảo mà tác giả, thì các bạn có thể dựa vào những cái này nè, dựa vào những cái này đó, những cái tài liệu mà tác giả tham khảo thì các bạn lần ra để các bạn có thể tham khảo, các bạn sẽ đỡ tốn rất là nhiều cái thời gian để các bạn chúng ta tìm kiếm lại. Do đó đây là một, cũng là một trong những cái cách mà giúp cho tất cả các bạn chúng ta tìm kiếm một nguồn tài liệu nhanh. Và cái cuối cùng của cái ngày hôm nay thì mình ở đây là một cái bí quyết, cái này không phải là cái bí quyết gì hết, mà để cho tất cả các bạn chúng ta muốn tìm nữa thì mình xin chia sẻ cái phần mà gọi là độc nhất vô nhị trong cái vấn đề mà tìm kiếm của thầy sinh viên của mình đó. Đó là cái gì? Đó là các bạn chúng ta nên, cái này là chúng ta, các bạn chúng ta nên là kiếm sư phụ của mình, hay còn gọi là thầy cô hướng dẫn của mình. Các bạn đi xin tài liệu, giả sử cái người thầy cô dạy về cái lĩnh vực chuyên sâu gì thì các bạn lại đúng cái thầy cô đó chúng ta xin. Mình nói với thầy cô, thầy ơi, cô ơi, có thể cho em xin cái tài liệu về cái lĩnh vực gì đó vân vân, nhưng mà phải đúng theo cái lĩnh vực mà thầy cô nghiên cứu. Thì chắc chắn những người thầy, người cô sẽ rất vui mừng khi mà sinh viên của mình đến gặp mình và xin những tài liệu của mình, hay là mình sẽ chia sẻ cho sinh viên của mình đó. Đó là cái điều mà nhanh nhất. Người thầy, người cô thì bao giờ giảng dạy bên lĩnh vực nào thì người thầy, người cô bao giờ cũng có rất là nhiều cái tài liệu hoặc những cái địa chỉ website tham khảo rất là hữu ích. Đó là cái cách cuối cùng mà cũng là rất hữu hiệu cho tất cả các bạn. Và hy vọng cái phần mà chia sẻ này sẽ giúp cho tất cả các bạn sinh viên, chúng ta sẽ tìm được rất là nhiều cái từ khóa để phục vụ cho cái việc học tập, nghiên cứu, hay là các bạn làm luận văn tốt nghiệp sau này. Xin chào, tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công trong quá trình mà các bạn tìm kiếm được tài liệu tham khảo.